chào quý anh chị mình ơi. Anh chị nào mình có tài chính thấp ha, mà mình cần diện tích đất lớn để mình làm vườn nè, làm chăn nuôi nè, làm chăn trại đâu ha, vân vân. Thì ở đây nè, Hiệp có giới thiệu cho anh chị nè. Một mẫu 2 tức là 12.000 mét vuông ha. Đó. Một tỏi 400 củ, anh chị thấy không? Bằng phẳng rất là đẹp luôn. Dọc cái bụi tre tuốt đằng sau đó là nó có nguyên con suối, nó tầm khoảng độ gần 100 mét mặt suối nha. Đó. Ở đây là mình giáp cái đám xoài này nha anh chị, giáp đám xoài này nha. Rồi ở đây mình giáp đám xoài này luôn. Thì đường á là đường ô tô mình vô tới đây, cách con đường bê tông khoảng 300 mét nha. Bây giờ Hiệp quay sơ lược ở đây anh chị xem nha. Alo cho Hiệp nha anh chị, Hiệp quá rẻ luôn. Quanh mình ở đây là người ta trồng xoài nè anh chị, thấy ta bọc xoài lại nè. Đó, vườn xoài rất là đẹp luôn ha, xung quanh. Rồi, còn bên đất mình đây ha. Giáp cột điện nè, cột sắt nè. Tầm thẳng tới suối luôn. Nguyên khu này của mình ha. Đó, Hiệp sẽ đi vòng xuống đó quay kỹ cho anh chị xem luôn. 12.000 mét vuông tức một mẫu 2 nha anh chị. Mà cái giá phải nói là cực kỳ siêu hời luôn. Đó, anh chị nào quan tâm thì anh chị alo nha. Rồi, của mình á là ngay trụ điện này ha, giáp với cái nhà bên đây. Nguyên cái đám xoài nè anh chị, chạy dọc tuốt dưới đó nha, tới cây tràm cao dưới đó ha. Đó, anh chị thấy cây tràm đó không? Rồi, mình dọc theo con suối đó, uốn lượn qua tới bên đây. Rồi, qua đây là ôm cái đám xoài này nè. Là của mình là nguyên cái đám này nè, rất là đẹp luôn anh chị thấy không? Một mẫu 2 nha anh chị. Đó. Hiệp sẽ đi xuống đó, Hiệp quay sơ lược ở đó cho anh chị xem. Ở cái đám xoài này nè là người ta đang làm trái nè, từ đây làm thẳng xuống tới cái mé suối dưới đó đó. Có nghĩa cái đất mình ở đằng sau đó là nguyên cái suối ha. Đó, tuyên cái vạt này của mình nè. Nó bằng phẳng đẹp như vậy nè. Đó là điện mình có đầy đủ luôn, điện qua pha luôn nha. Đó. Rồi đi thẳng lên ngay cái nhà đó thì cái mảnh đất này nè, từ đây nè mình đi ra tới con đường bê tông á, tầm khoảng mất 300 mét nha. Là con đường bê tông lớn, hồi trước là coi như là nhà cửa dân cư ở sầm uất cái đó luôn á. Còn từ ở đây mình đi ra con đường bê tông đó thì mình đi ra coi 1 2 3 4 5 căn nhà. Ha, là đụng con đường bê tông. Thì từ đây mình ra là có 5 căn nhà nha. Có nghĩa ở đây mình có khu dân cư. Ra tới 300 mét đường bê tông chính nữa là đồng nghĩa là nhà cửa đông nghẹt ngoài đó luôn. Đất bằng phẳng đẹp nè, một mẫu 2 nè. Anh chị thấy không? Một mẫu 2 nha. Một tỏi 400 củ đó. Đằng sau là có suối nha. Một mẫu 2 luôn anh chị, mình giáp cái đám xoài bên đó nha. Còn bên đây giáp đám xoài đây. Đó, đây là cỏ, nói chung cái này thì đơn giản rồi, mình phát hoặc là mình cho mấy cây cày luôn cũng được, ok không? Rất đẹp ha. Xoài đây trồng tốt ghê. Đường rộng rãi ha, ô tô hiệp thụ nha. Giáp với cái nhà này luôn. Xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị.